Alo, xin chào tất cả các bạn thân mến. Thì như lời hứa thì ngày hôm nay là Thành sẽ hướng dẫn các bạn đó là tạo dựng một cái kênh YouTube, tạo kênh và chỉnh sửa hình ảnh cho kênh. Đầu tiên, các bạn ơi, chúng ta phải đi từng bước nha các bạn. Đừng có nhảy vọt như thế nào thì chúng ta sẽ rất là giống như là chúng ta sẽ làm cho kênh bị chậm, và đồng thời là gì, chúng ta cũng sẽ không có hiểu để tự tạo dựng cho kênh mình như thế nào đâu. Bây giờ đi từng bước nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Đầu tiên là tạo ra kênh YouTube, và thứ hai là chỉnh sửa hình ảnh kênh YouTube làm sao cho xuất hiện ở ngay laptop, PC hoặc là thậm chí cả cái điện thoại nó đều đẹp cả nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Sau khi mà chúng ta đã có được cái địa chỉ Gmail rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua tới, đó chính là gì, là tạo một kênh YouTube. Rồi bây giờ này các bạn nè, ở đây là Thành đã có sẵn đó là một cái kênh YouTube, đó là kênh Kỳ Kỳ Bối Bối, từ ở trên cái địa chỉ Gmail là âm nhạc thực hành rồi nha. Các bạn cứ yên tâm, khi mà các bạn đăng nhập vào ở ngay cái phần Gmail là ở bên phía bên phải của nó là nó đã có xuất hiện chữ tạo kênh rồi, thì các bạn cứ nhấn vào và tạo kênh bình thường thôi nha các bạn. Thì bây giờ là Thành sẽ tạo ra thêm một kênh nữa dựa trên địa chỉ Gmail đã có sẵn và đã có kênh rồi nha nha các bạn, và sẽ tạo thêm. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ vào ngay cái kênh của chúng ta, rồi sau đó là chúng ta sẽ bước qua, rồi Thành làm lại nha các bạn nha. Đầu tiên là nó sẽ là như vậy. Đi kênh YouTube. Đầu tiên là sẽ như vậy. Bắt đầu click vô cái biểu tượng bên phải này nè các bạn. Và kênh của bạn. Thành đang hướng dẫn các bạn là tạo thêm một kênh nữa nha. Rồi bắt đầu vào tùy chỉnh kênh. Và sau đó là rê chuột lên bên phải góc hình hình đại diện của kênh đó, và chúng ta sẽ bấm vào đó là cái bánh răng này, cài đặt YouTube. Khi bấm vào đây thì chúng ta mới tạo ra thêm được một kênh nữa nha các bạn nha. Rồi đây này các bạn thấy không, đây kênh của bạn, rồi tạo kênh mới, thấy chưa, rồi bấm vô tạo kênh mới. Rồi thí dụ tên tài khoản thương hiệu mình sẽ lấy một cái gì đó, ví dụ bây giờ Thành lấy là I love piano đi ha, tôi yêu piano. Rồi sau đó bấm tạo nha các bạn. Sau khi bấm tạo là thử nè. Rồi sau khi tạo xong rồi, tạo thì chúng ta sẽ bấm vô cái phần số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký với lại cái tài khoản Gmail rồi. Sau khi bấm vô rồi thì chúng ta bấm tiếp tục, vấn đề là tin nhắn văn bản nha các bạn. Bấm tiếp tục thì lúc đó thì bên Google sẽ gửi cho chúng ta một cái mã xác nhận, và khi đó chúng ta nhập vô cái mã xác nhận là chúng ta đã hoàn tất là tạo một cái kênh mới với mang tên là I Love Piano nha các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Rồi các bạn bấm, vì Thành đã tạo rồi nên Thành sẽ không bấm nữa nha các bạn nha. Các bạn ơi, sau khi mà chúng ta tạo kênh xong rồi đó các bạn, thì lập tức là gì, ở bên đây nè, đó các bạn nhìn nè, đó nó sẽ xuất hiện đây cái kênh I Love Piano này, thấy chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô thử coi cái kênh của chúng ta như thế nào, là vào kênh của bạn nha các bạn nha. Đấy thì đầu tiên bây giờ nè, cái chúng ta nè, đây là một cái kênh mới hoàn toàn và nó chưa có cái gì cả. Vậy thì chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Chúng ta muốn đưa lên về hình ảnh để cho thiệt là đẹp, và ở đây là cái phần mà hình ảnh đại diện nó nữa. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi Thành sẽ hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào nè, tùy chỉnh kênh. Đấy, thấy chưa? Và thêm hình ảnh nè, thêm về phần hình đại diện. Như vậy thì chúng ta sẽ thêm hình ảnh của kênh như thế nào? Và các bạn ơi, khi mà chúng ta làm về cái hình ảnh kênh này nè, nó rất là dễ bị lỗi nếu như các bạn không có biết được cái thông số kỹ thuật của nó là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để có được hình ảnh chuẩn nhất
và theo đúng khung sườn nhất của nó nha các bạn. Là bằng cách là gì, là các bạn nên nhớ rằng là gì, khi mà là tạo ra một cái kênh ấy, thì tất cả cái của Google đều cho chúng ta hết, tất cả đều miễn phí về những cái khung, về về những cái thông số của nó, nhưng chúng ta sẽ lấy ở đâu thôi. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ search ra nè, chúng ta sẽ mở ra một cái tab mới, và bên cạnh đó chúng ta sẽ đánh này nha, là tạo hình ảnh kênh YouTube nha. Đấy, tạo hình đây nè, các bạn thấy không, là chữ support nè, tạo hình ảnh kênh YouTube nè, nè thấy chưa, mình đánh sai mà nó cũng ra này kìa. Du rồi thôi kệ, lỡ không sao, nè nó ra nè. Và chúng ta sẽ kéo xuống, đó là cái phần này nè các bạn, cái chữ support đầu tiên nè, Google nè, tạo hoặc chỉnh ảnh sửa kênh của bạn, hình ảnh kênh YouTube trợ giúp nè, bấm vào đấy. Thì sau khi vào xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xem, chúng ta sẽ kéo xuống nha, các bạn nhìn nha, đây 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 là gì, là cách kích thước nè, các bạn nhìn kỹ này nha, mẫu hình ảnh kênh đấy, các bạn nhìn này thấy chưa, đây chính là cái kích thước chuẩn khi chúng ta đưa vào trong Photoshop, chúng ta làm chỉ nội nằm ở trong cái khung, khung đây nè, khung nè, cái khung viền này nè các bạn, đó cái khung này thôi, nằm ở trong đây thì tất cả là gì, thì hình ảnh nó sẽ đưa vào trong rất là chuẩn xác của kênh YouTube. Chúng ta bấm vào General Template là phải sẽ tải về. Sau khi mà chúng ta có nè, tải về đó là cái file này, đó là General Template. Sau đó chúng ta sẽ giải nén nó ra, Extract here, và lúc đó chúng ta sẽ được 11 log file này. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ vào ngay cái file Photoshop này nè các bạn, Photoshop nó nha, các bạn nhớ kỹ nha. Và cái file Photoshop này để chạy được nó thì các bạn phải cài trước, đó là cái file Adobe Photoshop CS6 đó nha các bạn nha, tầm cỡ CS6 trở lên thì nó sẽ chạy được. Rồi click, double click vô nè, CS6. Rồi bắt đầu nha, chúng ta sẽ đưa hình ảnh vô mà chúng ta mong muốn. Rồi ví dụ nha, rồi thành đã chuẩn bị sẵn nè, cái này chỉ là làm demo cho tất cả các bạn cùng xem thôi nhé các bạn. Rồi kéo lại nè để cho nó vừa, thì chúng ta sẽ đặt ở trong cái khoảng từ của bên, để thành ảnh thôi, nó lại nha, theo cái khung này nè, cái từ đây nè, từ chữ desktop mark cho tới chữ desktop medium and mobile nè, thì ở trong cái khoảng này á, là nó là cái kích thước là từ là 2560 nhân cho 423 cho đến 1548 nhân 423. Thì khi các bạn đặt cái hình nằm ở trong cái khung đó thì nó sẽ xuất hiện ở ngay cái từ cái màn hình desktop cho tới cái mobile, nó rất là rõ và rất là đẹp. Nó tùy theo như cái phần mà hình ảnh các bạn chỉnh nó khớp với lại cái kích thước. Thành ví dụ nha, bây giờ Thành sẽ đưa cái hình này ở ngay cái kích thước của từ cái template nè, nó là 1855 nha, kéo cho tới cái medium mobile ở giữa, đây có một cái lằn ở giữa là nó đã canh sẵn cho chúng ta rồi, tới đây thôi nha, và thu ngắn lại cho khớp với lại cái khung hình. Rồi xong, được chưa? Và kế tiếp là gì, là chúng ta sẽ cho cái chữ của chúng ta nằm ở đâu, nằm ở cái khu trong cái khung mà chúng ta mong muốn, đẹp nhất là nằm ở ngay cái trong cái desktop medium hoặc là mobile. Rồi thành ví dụ bắt đầu sẽ cho ra tiếp, rồi thành đã chuẩn bị sẵn rồi, kéo qua đó chính là cái test nè, I love piano ví dụ nha các bạn nha, mình xem kỹ nha. Rồi ở ngay cái khung giữa, rồi bắt đầu kéo ngắn lại cho nó vừa khớp với khung hình, kế tiếp thu ngắn lại ở ngay cái vị trí của cái mobile. Tại sao Thành lại phải ghi ở ngay vị trí mobile? Vì khi mà ở ngay vị trí mobile này á, là nó sẽ xuất hiện được ở ngay kể cả trên desktop, và cái mobile nó sẽ không bị mất đi cái phần hình ảnh chính mà chúng ta đang mong muốn nha các bạn.
và sau đó Thành sẽ để cái hình nền ở ngoài sau kéo dài từ cái desktop này cho qua đây, đó là cái kéo dài cái chiều dài là 2560 đó, đó là một cái hình ảnh nền, một cái hình ảnh nền. Rồi rồi ok chưa, sau khi có này các bạn nhìn kỹ này nha, rồi cái hình ảnh nền này đây chúng ta kéo xuống ở ngay phần đây, kéo cho nó ngay cái phần dưới đây, đưa lên đúng khớp nè các bạn thấy không, rồi thu ngồi lại cho nó vừa, kéo qua xíu. Mấy bạn sẽ thấy là những cái đường viền như thế này lát nữa chúng ta xóa bỏ được hết nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ chọn màu cho cái phần này. Rồi thử nha, sẽ chọn màu. Rồi sau khi kéo lên này các bạn, cho nó vừa khớp nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tạo cho nó hình ảnh tương đối là đẹp đẹp chút xíu. Đây, Feather sẽ coi. Đấy, ok nha. Đây, ok, Thành chỉ muốn đơn giản như vậy thôi. Thử nha, đơn giản như vậy thôi. Rồi, như vậy nha. Thử nha. Rồi sau đó nè, Thành sẽ xóa hết toàn bộ những cái khung này ở bên dưới. Cái như là chữ thấp desktop nè, đó test nè. Đó chúng ta sổ nè, nó sẽ ra là chữ spec nè, high in layer nè. Sổ xuống nè, tắt hết toàn bộ nè các bạn nè. Mình sẽ tắt hết toàn bộ nha. Rồi nè các bạn. Sau khi mà chúng ta đã làm được tới đây, bây giờ Thành muốn tắt hết toàn bộ những cái như TV nè, desktop mark hay cái gì để lấy đúng cái khung hình này thôi nha. Rồi Thành sẽ tắt nè, ở ngay cái phần này nè. Đầu tiên nè, các bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ tắt đi. Thấy là chúng ta đã ra được cái phần toàn bộ nha. Và cái hình của chúng ta là sau khi up lên nó rất là nhìn nó rất là ok. Rồi bắt đầu nha, sau đó Thành sẽ cho ra được đây đó, bạn thấy chưa? Rồi sau khi thiết kế được tới như vậy thôi, thì khả năng cũng được làm được tới như vậy thôi chứ không có nhiều, thì hướng dẫn các bạn làm sơ sơ. Rồi đó là phần thiết kế, xin đặc biệt là tải được cái phần template này về và chúng ta sẽ làm vậy thôi. Rồi sau khi chúng ta sẽ lưu lại, save nó lại, và cái này là chúng ta sẽ lưu ở ngay cái phía dưới dạng là cái PNG, nhớ các bạn nha, PNG nha. Thì ở ngay cái hình nền ngoài sao trong suốt thì nó mới được nhìn, nó mới khi up lên thì nó mới không thấy được những cái đường viền nha các bạn. Rồi ok thử nha, vì Thành không phải là dân thiết kế chuyên nghiệp lắm nên các bạn cũng phải thông cảm nha. Rồi thử nè, bây giờ nè, LVA Piano 2, ok. Rồi ok. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi ra ngoài thử nè, coi cái hình nó như như thế nào. Rồi. Đấy, cái đây là cái hình nó gì vậy? Vậy thì up lên thì nó sẽ như như thế nào đây? Rồi các bạn cùng xem thử nha. Sau khi nè. Rồi, sau khi nè đây nè, thêm hình ảnh của kênh. Bấm vô. Nha, chọn từ máy tính. Rồi đây lớp video 2 nè, đưa lên các bạn cứ yên tâm là khi đưa lên đúng là nó sẽ là ra hết các bạn đấy, thấy chưa, đây các bạn thấy chưa, hình ảnh này tương đối chưa, đây là cái di động nè, tivi nè, máy tính để bàn nè, đó ok chúng ta sẽ chọn nha, chọn ok. Đấy, đây các bạn thấy chưa? Nhìn thấy nó cũng khá là ok. Còn nó tùy thuộc vô các bạn sẽ như thế nào, sẽ thiết kế vào vào ở bên ngoài của nó nha các bạn. Mình cũng không có quan trọng quá về cái phần này. Các bạn cứ việc làm theo ý mình. Rồi bên cạnh đó, đây là cái phần của ai cái hình ảnh đại diện. Thì bây giờ hình ảnh đại diện thì Thành chỉ lấy một thứ một cái thôi. Hình ảnh biểu tượng kênh nè, chỉnh sửa nè. Rồi các bạn, để tạo cho nó một cái hình ảnh về cái favicon ở đây nè, thì chúng ta sẽ tạo bằng cách là sẽ
vô một cái ứng dụng online hoàn toàn miễn phí, đó là cái favicon và app icon generator generator.org, và một lát nữa cái link đó Thành sẽ để ở bên dưới nha các bạn. Và bây giờ nè các bạn nhìn nè nha, Thành sẽ vào lại. Rồi, và bây giờ là gì, chúng ta sẽ chỉ cần gì chọn cái tệp mà chúng ta muốn đưa vô nha. Chọn tệp, tốt nhất là chúng ta nên chọn một cái tệp khung là khung hình vuông nha các bạn, chứ đừng có là khung hình tròn nha, hình chữ nhật nha, hình vuông vì nó sẽ tạo cái favicon cho chúng ta mà. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tạo nè, bấm create favicon nè, create. Rồi các bạn đợi xíu, rồi xong rồi đó nha. Rồi chúng ta sẽ download nó về. Rồi hiển hiển thì trong thư mục. Rồi. Rồi Thành nói ví dụ nha, ở đây Thành thì làm ví dụ ở cho ngày làm phim đi. Rồi. Bây giờ rồi Thành bắt nó ở đây đi. Đi qua xem nha. Đây. Nha. Rồi như vậy thì sẽ như thế nào đây? Rồi chúng ta sẽ thử nè. Extract file nó ra là giải nén nó ra đấy, toàn bộ là hình nó đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử nha, đây là chơi phương là icon nè, đấy đó, đây là hình toàn bộ nè, và giải là hết rồi. Thì nó có được kích thước này của phần Android nè, Apple nè, đó kích thước đó các bạn chỉ cần đưa vô thôi là nó sẽ khớp thôi nha. Rồi bây giờ sẽ đưa vô cho chúng ta sẽ hình vuông, chúng ta thường là sẽ chọn là cái phần mà đó chính là cái hình biểu tượng đó là 96 x 96. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong đây, cái viết ấn vô chỉnh sửa hình ảnh, rồi chúng ta sẽ chọn tải ảnh lên nha các bạn nha. Xong đấy các bạn thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, rất là đẹp, I love piano này. Rồi đã cập nhật này, đã hiểu rồi. Xong bây giờ chúng ta sẽ quay trở về coi, bấm lại cho nó tải lại đấy, thấy chưa, đây là hình nền của chúng ta, hình hình đại diện của chúng ta, và đây hình đại diện của kênh. Nói chung là Thành cũng không phải gọi là một cái tay chuyên về thiết kế nên nó cũng không có được đẹp mắt cho lắm nha các bạn. Nhưng mà khi mà xuất hiện như vậy thì ở ngay cái giao diện về phần app mobile hay gì đó thì nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Quên nữa, nếu như các bạn thấy cái video clip này có ích và giúp được cho tất cả các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và share nó cho mọi người cùng xem, để chúng ta sẽ chia sẻ kiến thức với nhau để giúp cho cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn nha các bạn. Và Thành sẽ làm video clip kế tiếp là sẽ làm hướng dẫn cho các bạn là thêm về những cái phần mà trang Facebook hay là tất cả các trang mạng xã hội vô trong cái kênh của chúng ta, để chúng ta có thể tạo thành một cái sự kết nối liên liên thông với nhau giữa các trang mạng xã hội với lại cái kênh YouTube của chúng ta nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.